Cẩn thận đấy mọi người, nó là dạng máy chém. Đợi tôi với. Một đứa, tiếp theo là đứa nào? Ôi giời ơi, cái mắt của tôi. Các bạn có đam mê với nhạc rock không? Hãy cùng nghe nhé. Ôi không, chóng mặt quá. Vậy là các bạn không đam mê nhạc rock rồi. Đi vui vẻ nhé. Cái gì vậy? Xin chào, tôi là loa đơn thế hệ mới. Loa của bạn dày quá, để mình gắn loa mình vào nhé, cho nhạc nó hay. Ôi trời, nóng thế bạn. Bình tĩnh thôi. Đúng rồi, bạn biết nghe lời phép đấy chứ. Nên mình sẽ tặng bạn vài món quà. Một quả bom nè. Món quà thứ hai là dao nha. Ôi giời ơi, đôi mắt của tôi. Và giờ là món quà cuối cùng. Thôi đủ rồi, mày tặng quà bạo lực quá đó. Món quà thứ ba là xả nước cho sạch sẽ. Cậu có sao không? Tôi chỉ hơi choáng thôi. Đúng là loa đơn thế hệ mới có khác. Mạnh quá trời luôn. Quẩy thôi các bạn. Nhìn vui nhỉ, cho mình tham gia với. Cậu hòa đồng với mọi người thế. Không như mấy bạn khác. Vì tôi hướng ngoại mà. Ra thế.